không chỉ là một điểm tham quan cho khách du lịch, cột cờ Tổ quốc còn là biểu tượng của độc lập, tự do, hòa bình trên hòn đảo Tiền Tiêu, Cồn Cỏ. Có chiều cao 38,8m, diện tích lá cờ rộng 24m2. Đây là một trong những cột cờ được xếp vào loại lớn trên các đảo ven biển Việt Nam. Công trình cột cờ đảo Cồn Cỏ được khởi công xây dựng vào năm 2016 với tổng mức đầu tư khoảng 3,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Cột cờ Tổ quốc huyện đảo Cồn Cỏ là cái biểu tượng của huyện đảo Cồn Cỏ, là biểu tượng của sức mạnh chiến thắng và đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị của quân và dân Cồn Cỏ trong việc bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biên giới của Tổ quốc. Cột cờ huyện đảo Cồn Cỏ còn là cái điểm nhấn để phát triển du lịch, để khách du lịch ra đây thì check-in, chụp ảnh và quảng bá về hình ảnh và con người của Cồn Cỏ, và đồng thời đây là cái địa chỉ đỏ để giáo dục cái truyền thống cho các thế hệ trẻ. Ngoài ra thì huyện đảo Cồn Cỏ cũng thường xuyên tổ chức các cái buổi sinh hoạt chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Trước cột cờ trên huyện đảo Tiền Tiêu, mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên đảo hay mỗi một du khách khi đến đây đều rất tự hào khi được tham gia lễ chào cờ thiêng liêng. Giữa mênh mông sóng nước, lễ chào cờ được tiến hành một cách trang nghiêm và long trọng. Được đứng tại đảo Cồn Cỏ anh hùng, thực hiện nghi lễ thiêng liêng như càng tiếp thêm tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Qua đó khơi dậy niềm tin, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công trình cột cờ Cồn Cỏ khẳng định chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, là cột mốc vững chắc trên biển. Đây cũng là một điểm tham quan thú vị, là nơi giáo dục truyền thống cho mỗi người khi có cơ hội đến với đảo nhỏ anh hùng.